Tiếp các bạn nha, mình đi tiếp đi tiếp là nãy giờ nguyên cái bộ video này là mình toàn là khui hàng không các bạn ha. Rồi mình sẽ up lên một loạt luôn, mà up up hết mấy cái đống video này chắc cũng mất cả buổi cả ngày. Rồi mình sẽ khui cái hàng thủy tinh hũ năm hũ thủy tinh này ha, 60.000 năm hũ. Ồ, năm hũ 60.000, không biết chất lượng thế nào đây. Mình sẽ quảng cáo, bữa nay mình quảng cáo một món lạ là chuyển qua nội thất các bạn ha. Rồi một lát sẽ có một món nội thất khác nữa, thì mình đi cái món nội thất hũ này đi, cắt cắt xài nè. Rồi xong hàng dễ vỡ nên nhà cung cấp họ rất là chu đáo để mút luôn các bạn nha, lâu lắm rồi các bạn không biết có bể luôn nữa, 4 5 tháng rồi, ít đâu, mua 4 5 tháng nay rồi đó. Wow, dán họ dán, họ dán nguyên một cục luôn các bạn ơi, không ngờ luôn á, dán nguyên một cục luôn nè, lấy nguyên cái cục này nha. Wow, cũng chu đáo vậy ha. Không chu đáo lắm các bạn. Rồi để các bạn xem gì thôi chứ cũng không đến nỗi phải tháo ra đâu. Hũ thủy tinh chất lượng, nếu mà mình so về cái chất lượng tầm giá này trung bình là 5 hũ ha, một hũ chia ra 12.000 thôi, nên cái chất lượng thì nó bằng cái chất lượng 12.000 đồng bạn nha, thì có thể là mắc hơn tại vì giá này là giá sale cho 7 80 gì đi. Cái độ trong của mũ chúng ta coi, chúng ta biết được cái chất lượng thủy tinh nó cao cấp hay không các bạn ha. Các bạn thấy không, tiền được của đó thôi 12.000 hũ mà. Này, các bạn thấy không, cái độ mà trong nó hơi đục nè, là nó hơi đục nè. Rồi chất lượng thủy tinh này giống như là cái loại thủy tinh thường đó, tạp á, cát cát á, rồi người ta là cát, người ta làm từ thủy tinh đó, nấu nóng chảy người ta làm thủy tinh giống như sắt như các bạn ha. Rồi cho bạn tham khảo sơ thôi, này chắc video này nhận ngắn rồi, hũ này chúng ta để đường được, còn còn biết có ngăn được kiến hay không mình chưa biết, đường muối bột ngọt tiêu gì đó thì các bạn ha. Bộ này xài cũng tạm tạm ổn, thì mình sẽ chia sẻ lên bên dưới, rồi bạn nào có nhu cầu chúng ta mua ha. Rồi, mình chủ yếu quảng cáo chơi thôi chứ cũng không có kinh doanh. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.